가겠습니다. Chào các bạn nhé, hôm nay hai vợ chồng mình đến tham dự một cái lễ gọi là kết thúc năm học của cho con. Thực sự là bao nhiêu cái cuộc họp ở cho con thì mình chưa bao giờ mình đến cả, đến tham dự cả. Hôm nay đến tham dự. Lạnh quá. Tuyết rơi. Mới bắt đầu ra đấy chứ. Tuyết rơi nhiều rồi. Đây là bên đây là vòng vàng là trường của con nhé. Sắp đến trường rồi. Con mình chắc nóng mong lắm này. Mong bố mẹ đến. Chả thấy ma nào đi, biết là qua đến rồi. Đây, hiệu trưởng đang quét kìa. Quét tuyết cho phụ huynh vào sao? Hiệu trưởng đang đến quét tuyết cho phụ huynh vào. Quỳnh là cái ma sĩ. Wow. Nhớ theo. Nè. Theo. Quân trang gì? Rồi đến. Ôi, xin chào. Wow. Chưa đến à, nhớ theo, nhớ theo. Nhớ theo. Đây, đây, đây. Thằng này nhà vô nhỉ. Đi rồi. Xin bắt đi, xin bắt đi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Đến đây. Ở đâu rồi? Ừ, cứ để. Mình phần trước mình để rửa đi. Nhớ theo. Ừ, trường học của con nhé. Ừ, thấy giấy nhé, không phải đến rồi. Bé, bé. Ngồi đâu chồng ơi? Ngồi đâu đây? Đây là chuẩn bị văn nghệ. Ngồi ghế xoay, xoay cái đầu. Không biết à? Hỏi chứ. Cà phê ăn chưa? Cà phê ăn chưa? Ngồi trên đây ngồi. Nói bỏ lên 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 đầu. Ngồi đầu rồi. Cho nhìn con cho đấy. Được á, xong ra gói cho kia. Thôi, ở đây. Chắc hàng ngồi đưa không phải để cho hai người nữa. Quay. Đem ra cái khẩu trang đi. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị rồi. Chuẩn bị vào thi văn nghệ. Không có khẩu trang à? Không có khẩu trang à? Không, chồng cũng cầm khẩu trang đi. Đó. Để nó cái thò lò mũi. Đến sớm quá thành ra là vẫn phải ngồi chờ. Cô em bỏ đến sớm 20 phút mà. Sớm 20 phút à? Mình đến là chuẩn. Bọn nó đến muộn đấy. Được có hai bố mẹ đến của bạn đến. Vào trong đây thấy cái trường nó rộng, trong đấy rộng thanh thang. Trên tầng 2 còn rộng nữa. Ừ, tầng 2 rộng lắm. À, tầng 2 cơ. Trước là trên tầng 2, hôm nay chợ tầng 1. Tí bạn ấy tổ chức văn nghệ thì đây điện thoại quay. Sang năm này em đi lớp 1 không? Hôm nay là tổng kết cuối cùng của mầm non đó, mầm non mẫu giáo. Hôm nay là bố mẹ đến tham dự luôn, đây tất cả bố mẹ hàng sau luôn.지금부터 미소 짓는 반의 캔디 팀이 입장하겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 미소 짓는 반 캔디 팀입니다. 큰 박수와 환호와 인사를 해주세요. 아이들이 방긋방긋 웃을 수 있게끔 어머님들께서 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다. 미소 짓는 반 캔디 팀은 팀 이름처럼 캔디 노래를 준비했습니다. 1990년도로 추억여행을 가실 예정입니다. 함께 추억여행 떠날 준비 되셨나요? 네. 안 됐나 보네요, 얘들아. 추억여행 떠날 준비 되셨나요? 네. 노래도 불러주시고 환호도 크게 해주셔야 됩니다. 캔디팀 준비됐나요? 네. 시작하겠습니다.
이제 너무 겨워 죽겠어. 이렇게. 아이들이 춤을 추면서 용기 내서 춤추고 율동을 할 수 있게끔 박수와 호흡과 노래도 같이 불러주시면 좋을 것 같아요. 교인 바로 아이들과 함께 써니 추억의 댄스 준비를 하고 있습니다. 자, 써니 팀 준비됐나요? 네, 네, 선생님. 우리 빵긋 웃으면서 들어볼 수 있겠지요? 네. 자, 준비 시작하겠습니다. 부모님들께서는 아이들에게 세 글자로 된 말을 많이 해주시나요? 예를 들어 사랑해, 좋아해, 고마워, 최고야 등 우리 아이들이 하고 싶은 말이 가득 담긴 세 글자 말을 수화로 준비해 보았습니다. 우리 아이들이 정말 열심히 준비했습니다. 친구들과 함께 같이 협동하여서 수화도 하고 노래도 불러보았습니다. 네, 나 이제 이 머리를. 자, 미소 짓는 반 친구들 준비됐나요? 네, 선생님. 시작할 수 있나요? 네, 네, 선생님. 자, 미소 짓는 반 친구들의 세 글자 속. 미소 짓는 반 친구들의 세 글자 송 시작하겠습니다. 이상으로 미소 짓는 반의 세 글자 속 두 번째 무대를 마치겠습니다. 가정에서 오늘 아이들과 함께 세 글자로 된 수화를 함께하며 사랑을 나눠주고 세 글자 송을 같이 불러보면서 사랑의 이야기도 해주세요. 소연아!
캐릭터송화라며 아이들은 수화의 의미를 알고 전달력을 기르기 위해 동작을 정확하고 크게 열심히 연습하였답니다. 다음으로는 미소 짓는 반 친구들의 마지막 무대인 리듬악기 연주를 시작하겠습니다. 우리 미소 짓는 반 친구들 지금까지 공연을 보며 에너지가 넘치고 흥도 많은 거 알고 계시죠? 마지막 무대는 에너지가 넘치는 미소 짓는 반을 표현할 수 있는 곡인 베토벤 바이러스 리듬악기 합주곡입니다. 우리 친구들이 이 마지막 무대를 보여주기 위해 9월부터 엄청 많이 연습을 했어요. 학부모님들께서도 집중해서 관람하실 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 우리 미소 짓는 반 친구들 준비됐나요? 네! 자, 미소 짓는 반 친구들의 리듬악기 연주 시작하겠습니다. 뭐하네. 우리 미소 짓는 반 친구들 세상이 있겠습니다. 미소 짓는 반 친구들 작은 음악회 발표를 관람하러 와주셔서 감사합니다. 다음은 저희 사이좋은 반 친구들의 작은 음악회 발표가 있어서 귀가하실 수 있으신 학생들 귀가해 주시고 관람을 더 원하시는 학생들께서는 뒤쪽에서 관람을 해주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 엄마 멜론이 멜론아? 멜론이 오늘 아이가 학부 멜론이 왜 칼로? 왜 건장이 날? 잘했어 너무 잘해 너무너무 잘했어 최고야 야 이거 뭐? 내가 아, 이거 안 보여? 성공 성공이 안 보여? 너무 뭐야? 너가 멜로디야? 나도 멜로디야? 나도 멜로디야? 나도 멜로디야? 나도 멜로디야? 아, 저거 뭐 블랙 서파? 매합. 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 뭐 머리를 안 한 것 같다 봐. 봐줘 봐.
Trời ơi, trời ơi, luôn. Trời ơi, chết trời ơi, nó còn gió nữa chứ. Bó tay rồi đó. Tại dám dép mà đặt đấy. Ngày mưa gió rồi sao? Ba con nữa em đi hai đứa hai giờ khác nhau. Giờ cũng nay là định nghỉ rồi chứ. 11 giờ đi thằng em rồi. À, đây, 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 đây. Đó, ngồi tiếp rồi cái cục kia này. Ờ, đâu bây giờ đi. Nhanh chóng nặng. Ô, nhìn bóng như hoàn rồi. Oh my god. Wow, xin chào. Đi chơi được á, đi chụp tiết được. Đi 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 ấy tiết đi, chụp tiết đi. Nãy hôn rồi, cái giỏ này đi chụp tiết. Chụp tiết, oh my god. Wow, gió to quá. Rồi, lé. Thực sự là hai ngày nay rơi tuyết rất là to các bạn. Nhiệt độ bây giờ. Oh my god. Mấy ngày nay là âm tầm 10 độ C cơ. À, tuyết nó bám vào trong này. Lên cái thông này. Đó. Đó, thì cho thấy chưa? Ôi giời ơi. Mưa thế tắt rồi. Tắt rồi được. Sợ nhỉ. Này đi đâu được, làm ăn gì được à. Chịu, này chiều nay đi học có chịu cả ngày. Đi cho nổi là chỉ có cái đến tham dự gọi là cái gì, lễ văn nghệ cuối cùng. Tổng kết con, của năm. Tổng kết của năm là con bắt đầu là sắp tới là lên lớp 1 các bạn. Tháng năm là lên lớp 1 không rồi. Không học ở trường này nữa, mà học ở một môi trường khác. Ừ, dã man nhỉ. Đó to thế này. Nó chết được con nút. Trời ơi. Thôi nha, bây giờ mình đã về nhà rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye. Đi vào.